Rồi ok, xin chào các bác. Thì chắc các bác dùng cái Android 10 ở trên LG ấy, thì các bác cũng đã quá quen với cái việc mà có cái thanh điều hướng ở đây này, có cái một cái gạch gạch ở đây này, hoặc là các bác sử dụng cái đây, các bác chờ xíu, hoặc các bác dùng cái cử chỉ phím này này. Đó, thì nó có ba cái phím điều hướng ở đây. Thì chắc các bác cũng ít ai còn sử dụng cái này nữa. Đấy. Em nghĩ là không còn ai sử dụng cái này nữa đâu, và đa số là các bác sẽ sử dụng cái cử chỉ. Thì đây, khi mà các bác sử dụng cái cử chỉ ấy, thì nó sẽ có một cái gạch ngang ở đây. Như em sử dụng cái con G8, con V50, rồi con V60, rồi mấy con khác khác nữa, thì em vẫn thấy là có cái thanh ngang nhỏ nhỏ ở đây này. Và không chỉ là ở bên LG đâu, mà ví dụ như ở bên Apple này, đây ví dụ như em đang sử dụng một con iPad đây, thì nó cũng có cái gạch ngang đây này. Thì không biết đối với mọi người thế nào, nhưng mà đối với em thì em khá là ghét cái thanh ngang nhỏ nhỏ này, thà nó mất luôn đi thì nó em thấy nó thích hơn. Thì may quá là em dùng con Wing này ấy, thì em đã thấy là nó có cái chức năng là cho ẩn cái thanh ngang nhỏ nhỏ đi, ẩn bằng cái mặc định của máy nhé, chứ không phải là phải cài ADB hay là cài một cái app nào cả, mà ẩn ẩn bằng cái app gốc của máy luôn. Thì các bác vào cài đặt này, đây các bác giải thị, các bác vào cài đặt này, đó các bác vào cái phần hiển thị này và phần thanh điều hướng này. Thì ở phần cử chỉ ấy, các bác sẽ thấy một cái mục nữa, đó là cái mục ẩn thanh điều hướng này này, đó thấy không? Thì các bác tích vào đây, đó thì cái dấu này sẽ mất đi, thấy có nhìn rõ không? Này, đó hiện lên này, mất đi này, đó. Thì ở cái chỗ độ hiển lên như thế này này, thì khi các bác sử dụng những cái app ấy, nó sẽ chiếm một cái phần một chút nữa nhé. Đây ví dụ như là cái app Facebook này chẳng hạn, đây các bác nhìn này này, đây này, nó sẽ chiếm một cái phần, đến cho gần gần một tí, đây nó sẽ chiếm một phần màu đen đen nữa, từ cái gần gần cái phím nhỏ nhỏ này này đi lên một đoạn nữa. Đấy, có nghĩa là cái phần dưới này sẽ rất là dày, còn phần trên này thì đương nhiên là nó vẫn ổn rồi, nó vẫn là hết, nhưng mà cái phần dưới này tự nhiên nó sẽ bị thừa ra, nó sẽ bị chiếm một khoảng nữa. Nhưng mà khi các bác ẩn đi ấy, thì nó sẽ cho các bác thêm một khoảng nữa. Đây các bác nhìn nhá, đây này, em vào lại cái đặt vào cái hiển thị thanh điều hướng đây, khi mà em ẩn đi này rồi ẩn rồi đấy, thì khi mà em vào cái phần đấy, vào cái phần app này, các bác nhìn này này, đấy nó đã cái thanh này nó đã mỏng đi rất là nhiều rồi, và nó sẽ cho các bác thêm một phần hiển thị nữa. Thì tuy cái này nó cũng không quá là ghê gớm, nhưng mà ý em muốn nói là nó đã ẩn hoàn toàn, và trong máy của các bác nó sẽ thành một cái đây, ví dụ như em vào cái phần nào nó màu trắng cơ, toàn màu đen đấy các bạn. Đây chẳng hạn, đây vào hẳn cái app này cho nó nguy hiểm, app này có màu đen, app này xem nào, đây giả sử cái app này, đây các bác nhìn thấy này, thì bây giờ nó đã không còn cái thành ở đây nữa, cho nên các bác sẽ thấy được một cái màn hình nó full hoàn toàn luôn, nó không bị ăn mất ở chỗ nào nữa. Đối với em thì em thấy đó là cái điều rất tuyệt vời, và các thao tác thì vẫn bình thường thôi, vẫn hết sức bình thường, không vấn đề gì cả. Và không biết máy như kiểu là Velvet hay là con V60 thì nó có cái chức này không, nhưng mà em dùng cái con G8 với V50 thì nó chưa có cái chức năng này nhé. Và cái con Win của em ấy thì nó đang ở cái phiên bản phần mềm như này này, thì các bác thử xem là của các bác có không. Đây thì con Win của em đây, nó đang ở cái bản là 11F đó, đây là con Win bản Hàn nhé. Còn em cũng không biết được là cái con Win của bản bản Mỹ hay là bản gì đó, bản Nhật gì đó thì nó có chức này chưa. Thì các bác thử, các bác nào mà dùng Win ấy, hoặc là dùng Velvet hoặc là V60, các bác comment dưới cái clip này xem là có cái các bác có cái chức năng này chưa nhé, cái chức năng tự ẩn cái thanh điều hướng đi này rất là tuyệt vời.
Và bây giờ anh em chúng ta đã không phải là phải chạy ADB rồi cài app gì nữa, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cả ở cái phần dùng các phím cử chỉ, cách dùng các phím ấy thì lại không 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 có nhé. Nó chỉ ở có ở ở cái phần cử chỉ thôi, còn cái phần các dùng các phím ấy thì lại không có nhé. Đấy, cho nên cử chỉ là có thôi. Rồi, ok, thì em thấy đây là một cái tính năng rất là hữu ích đối với em. Còn không biết các bác có được hữu ích được đối với các bác không thì em không biết, nhưng mà đối với em là nó rất là tuyệt vời. Rồi, ok, cảm ơn bác nhé.